còn cái dao đó lá hư giờ. Lấy len lào dễ, dao cục quá. Chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình đến nhà chú Kỵ, thì tin chú Kỵ bắt đầu chuẩn bị sức nhà. Thì các anh em công nhân đã vào nhà đến chỗ đất chú Kỵ để mà đo đạc các bạn. Hiện bây giờ thì có chú Phương kế bên nhà đang đào một cái gốc cây để chuẩn bị cưa ra để mà làm cái đường đi vận chuyển vật liệu vào đó các bạn. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị và các bạn đến để cùng xem như thế nào nha. Hiện bây giờ chú Kỵ với chú Ưn đang đào cây đó lên để chuẩn bị làm đường để đi vào để chở vật liệu vô các bạn. Rồi Thanh cũng xin chúc cho quý vị một ngày mới vui vẻ. Hôm nay cũng là ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ. Thanh cũng xin chúc cho các đại gia đình mình lúc nào cũng vui khỏe, sức khỏe tràn đầy và có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Bây giờ mời cô chú anh chị vào xem. Ở nơi này thì chú Kỵ với chú Ưn đang đào cái gốc cây để chuẩn bị cho đường cho vào cái vật liệu vô các bạn. Thì anh em đến đây cũng rất là nhiều. Chào chú. Chú Kỵ với chú Ưn đang đào cái gốc cây để lấy lên cây này, cây còng các bạn. Cây còng phải không chú? Cây còng. Chú Kỵ đang đào. Chú Kỵ đi đào bằng cái dao đó lá hư giờ. Lấy len lào cũng dễ, dao cục quá. Chú, cái này mình đào là mình cưa cây này đúng không chú? Ôi ôi cưa luôn. Dạ. Quá là làm văn là bổ ngửa đâu. Ủa cây này quá trời bự ha. Cây này cũng lâu rồi hả ta? Không bổ ngửa thì cũng ly quăng. Dạ. Không ly quăng cũng ly uống. Cưa mấy cây chú? Cây đâu nữa, hai cây luôn. À, hai cây. Thêm hai cây đó nữa hả? Cả thì đứng, không cứ điện, không còn ghê đâu. Dạ dạ. Nặng lắm á. Ờ, vậy là dự kiến mình sẽ cưa hết mấy cây luôn. Ờ, mình đào. Chú Kỵ dẫn tụi con vô xem cái căn nhà chú Kỵ có thay đổi cái gì chú Kỵ? Nhà con vô trong đây. Nhà mới. Con vô đây chú Kỵ. Đây. Rồi, chú Kỵ đi đường nào? Đi đường nào? Đi đường này luôn hả? Đường này đúng ta giấy lá. Ờ. Rồi đi đường nhà của chú Kỵ vô. Đây hiện bây giờ thì mình lấy cái bọc cát hả? Đây. Bọc cát rồi để cho chú hộp vô tham quan. Đây, mình đi theo chú Kỵ để vào nhà chú Kỵ nha các bạn. Còn cái này cái gì ta? Cát đã trở lại các bạn ơi. Đây chuẩn bị đã vật tư đã trở lại các bạn ơi. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị vào trong bên nhà chú Kỵ như thế nào nha. Rồi bây giờ anh em đang đi bước vào trong nhà chú Kỵ các bạn. Để thì trước lúc mà xây là cái nhà mới thì mình sẽ quay lại những cái hình ảnh cũ để làm kỷ niệm cho chú Kỵ luôn nha các bạn. Đây đường này thì vô hổng gà thì trời mưa các bạn, nó rất là khó. Thì hôm nay mình cũng quay lại những cái hình ảnh đi vào nhà chú Kỵ để sau khi mà làm xong thì cái hình ảnh này sẽ mất đi rồi các bạn ơi. Đây đây chỗ này là chỗ cũ của chú Kỵ các bạn. Thì anh em đang đi vào để mà tham quan lại. Thì mình để quay lại cho các bạn, chỗ này là chỗ ngủ của chú Kỵ. Còn đây là cái lò hát của chú Kỵ các bạn ơi. Nha. Đây. Đây, bây giờ hiện bây giờ thì phía bên ngoài thì mình thấy là đã giờ rồi các bạn. Mình đi. Mình thấy. Đây, bây giờ có sắt đồ nè các bạn. Vật tư đã bỏ xuống các bạn ơi. Gà đẻ hả chú Kỵ? Đẻ được mấy trứng rồi? Đây. Đây các bạn. Chỗ này thì bắt đầu đã dở ra rồi các bạn ơi. Đây là chỗ căn nhà cũ của người chú Kỵ. Đây bây giờ thì nhà của chú Kỵ đang được các anh thợ cuộc làm chỗ cột nè các bạn. Cột như đóng tre đâu nè. Còn này nè các bạn. Mình đến đây này đấy. Cái này là mình cất nhà tiền chế là nhà gì chú Kỵ? Nhà ở hai mái. Cất nhà hai mái luôn ha. Giá ít. Bố tún. Tún này đấy. Ờ, tức là cái xây bên hông đó, trang đó là mình xây lên bao nhiêu mét? Ở một cái 6 thước. 6 thước. Ừ. Một cái bị đất lên 6 thước. Cột cái 6 thước phải không? Nhà hai mái, cột cái 6 thước. À. 6 thước chỉ đổ xuống và qua bên này nó cũng khoảng khoảng 4,5 m. Đúng rồi, cao lắm à. Cao lắm mà chú Kỵ. Phải cao cao mới nước đổ xuống ào ào. Cao cao đổ nước ào ào mà không bị nực nổi nữa, mát mẻ nữa chú Kỵ ha. Ừ. Đúng rồi. Và bây giờ
À, cái nhà này người Mạnh Thường Quân người ta cất cho chú vậy đó, chú vui không? Vui chứ, cho vẫn cũng vui. Bốn à, gần 40 năm mà mình được cái căn nhà vậy. Vui. Cũng như là ăn đây Tết mùng 5 tháng 5 cũng vui luôn. Vui. Ăn mừng luôn. Đi tới luôn. Ở trong trời 40 năm rồi. Bây giờ có cái căn nhà đúc nhà tường. Căn nhà hoàn chỉnh hơn. Ok luôn ha. Ừ. 40 năm bây giờ mình được cái căn nhà hoàn chỉnh là mình ở là rất là ok hả? Ok. Rồi bữa nay thợ có xuống làm không chú Kỳ? Lại làm hồi sáng giờ đi vậy không? Ồ, chắc bây giờ ta nghỉ trưa ha. Chưa hút ái mỗi theo theo đói. Ủa rồi cái nhà của chú Kỳ dở ra hồi nào? Dở sáng. Hồi sáng rồi là làm luôn rồi luôn hả? Ừ. Vậy mới bữa nay mới khởi công, bắt đầu khởi công bữa nay rồi luôn hả? Khởi công bữa nay. Rồi. Hai bữa nữa mới có. Rồi sao chú Kỳ không có điện cho con với thằng đất sóc bây dẫn xuống dở nhà dùm cho chú Kỳ? Thôi khỏi, con cháu nó kẹt, con chuyện dở bắt con cháu, phiền phức con cháu. Dạ. Có gì đâu, nhín thời gian cho đến cho giúp cho chú. Không, để rồi để chú điện lại. Đứa nào là ăn tăng gia lại luôn hả? Đó, đây hết đủ vui. À, ăn tăng gia là phải ăn tăng gia là có lại hết luôn hả? Cái ăn tăng gia là chú Kỳ mời là phải có quà cáp luôn ha. Đúng rồi. Quà gió tủ lạnh đồ kia mua cho chú ha. Nhậu mắm cho ngon. Câu hả chú? Đủ quá câu luôn. Quá câu luôn đẻ. Để chết chả ơi. Ủa này là thợ hả? Không có đâu thợ. Chào chào. 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 Gì mới ổm lại không? Ổm ra mà không có gì thảo đó. Người chém kẹp. Để quá chút sao. Bữa nay thì cũng có hàng xóm và chung vui cho chú Kỳ ha. À, sau này có cái căn nhà rồi, có cái căn nhà mới rồi tụi con qua chú Kỳ có vui cho tụi con qua. Đấy, con cháu nhậu rồi. Có cua nhậu cua, có tép nhậu tép. Wow, cái này ăn cua. Chú ơi, cua đồng hay cua biển chú? Có tép nhậu tép. Hả? Cua đồng hay là cái gì? Cua đồng mình cua biển không có tiền mua đâu. Cái nhà lá vườn luôn hả? Cái nhà lá vườn nó cua đó đẹp lắm. Quá trời luôn rồi. Không còn luôn. Ồ, có nghe nói thợ sẽ cất căn nhà cho mình trong khoảng thời gian bao lâu mới rồi cái căn nhà? À, 10 ngày vậy đó. 10 ngày hả chú? Cái thả đập máy, máy chứ biết. Tầm khoảng 10 ngày, ta nói vậy ha? Ừ, nói 10 ngày, biết đó, mà ý đó mình nói vậy mà không biết. Sao không có biết được, mấy ngày. Mình đếm từ ngày, ta có mấy ngày mình đếm lên. Đúng rồi, đếm lên. Chú ơi, vậy là cái cửa mình hướng ở đây hả chú? Hả? Cái cửa hướng mình hướng đây hướng. Hướng về mặt trời mọc. Hướng về mặt trời mọc. Đây là hướng sau mặt trời lặn đây, đây nhà sau, cửa sau. Đây cửa hướng kia rồi. Chú Kỳ coi rồi hướng mặt gì là mà mọc, đặng làm ăn phóc lên như mặt trời vậy đó. Mặt trời lên cao vậy ha. À, thấy chú Kỳ cũng nói chung là coi phong thủy dữ lắm ha. À, bữa nay thấy chú Kỳ là rất là vui khi được cái căn nhà ha. Vui hoài lắm. Nói chung là con cũng chúc mừng chú Kỳ được cái căn nhà mơ ước của mình. Bây giờ những căn nhà ước mơ ngày xưa giờ đó thì thành hiện thực hả chú Kỳ? Thành hiện thực. Không gà giờ nói chuyện với Mạnh Thường Quân Minh Mỹ đồ nhiều lắm. Mạnh Thường Quân Minh Mỹ nói vậy, cái gì chú Kỳ? Nó có gì cái mà tôi thất tiếp đó. Ờ, tức là đừng có kêu mình uống đó, chỗ này kia phải không? Con gái nó đừng cho uống, không cho uống gái. Dạ. Tức là người ta quan tâm chú Kỳ sức khỏe của mình đó chú Kỳ. Đúng rồi. Nghe nói cũng hát tặng cho Mạnh Thường Quân bên nước ngoài nhiều lắm phải không chú Kỳ? Nhiều lắm. Bộn quả. Rồi bây giờ có bản ca tới luôn vậy các bạn. Có làm sao bản ca tới luôn vậy cũng bộn là bộn hơi chứ không phải là bộn quả con già lắm rồi. Có hoài cũng mệt luôn. Ừ. Rồi không gà có luyện được bản nào mới không? Có rồi mới không luyện nổi đâu. Luyện không nổi hả? Rồi trên bốn vùng chiến thuật có nhớ không? Cái bản có còn. Rồi bây giờ hát cho quý Mạnh Thường Quân bên Mỹ được. Bây giờ hát cho các anh em YouTuber tụi con đi nghe. Có quay. Thì cũng nhờ có anh em YouTuber tụi con chú Kỳ quen biết được Mạnh Thường Quân quá không? Hát tặng cho Mạnh Thường Quân cũng phải hát tặng mình. Này ca hết thôi rồi. Ca nổi. Rồi bữa nay chú Kỳ chắc có lẽ là làm mà sáng về mệt nó hơi đuối ha. Rồi một ca nổi vô ca lấy cái bản nó để ca được. Có ba bản rồi. Chỗ trang thảo. Rồi sáng bản gì chú Kỳ? Cái bản nó bỏ nhà thảo ra. Dạ, rồi sáng giờ chú Kỳ làm tiếp làm được những gì? Dỡ nhà. Cũng hơi mệt ha, đuối ha. Bao nhiêu đó. Dạ. Chùa công việc nó cũng quen chú Kỳ ha. Dạ. Có bản bỏ nhà thảo. Vậy bữa nào mình chú Kỳ coi sau khi có nhà mới xong á chú Kỳ ở nhà luyện vài bản nữa đặng ta tặng cho các Mạnh Thường Quân nữa nha. Nhiều bản nhạc mới đặng tặng cho các Mạnh Thường Quân. Bản gì? Bản gì? Bản gì? Mấy cái bản mà có ghi lại chú Kỳ nhìn chữ rồi chú Kỳ nhìn chữ ra ca được. Ca được phải không? Không nhảy đâu, không cay đâu. Rồi. Yeah. Có bản bao nhiêu ca được hết chịu. Rồi. Tập về hôm nay từ nay con qua. Đây hiện bây giờ thì các anh em ở sớm cũng đến đây để tham quan cái nhà chú Kỳ đó. Chúc mừng cho chú Kỳ đó các bạn.
Đây. Đây là nhà chú Kỵ đang tháo ra để chuẩn bị cắt các bạn ơi, sắt đồ cũng đem đến đây rồi. Nè, nó hồi xưa bỏ luôn. Rồi nó hồi xưa đó. Bỏ đâu vậy ha? Cũng xin tạm dừng video tại đây, xin chúc cô chú anh chị và quý vị một ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và nhớ đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Và anh cũng xin chúc cho quý vị một có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và xin bây giờ xin tạm dừng video và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video sau. Xin bye bye.